Rồi, ok. Chúc cả nhà chúng ta có một ngày mới tràn đầy năng lượng ha. Một ngày mới thành công. À, và sáng hôm qua thì chúng ta cũng đã học về những tần số sống não đúng không ạ? Chúng ta cần phải ở trạng thái tốt nhất trong một ngày đúng không ạ? Chúng ta phải luôn giữ bản thân của mình ở một cái trạng thái tinh thần năng lượng nhất. Hãy luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Hãy luôn phát triển bản thân. Hãy luôn ở cạnh những người thành công và giàu có đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? À, gốc rễ thì nó sẽ tạo nên hoa trái, gốc rễ suy nghĩ giàu có thì nó sẽ tạo nên giàu có đúng không ạ? Cảm xúc giàu có, chúng ta cho đi tần số cảm xúc giàu có thì chúng ta sẽ thu hút được mọi nguồn lực để giúp cho chúng ta trở nên giàu có anh chị. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống rồi. Điều mà chúng ta cho đi thì sẽ là những điều mà chúng ta nhận lại. Và trong ngày hôm nay chúng ta cũng đã học một cái đọc qua một cái chương sách rất là hay, đó chính là bộ pháp thuật cho mọi người anh chị. Đó là gì ạ? Có một câu nói rất là hay là gì? Không có việc gì cấp thiết bằng sự bằng hồi đáp của sự biết ơn anh chị. Và thật sự anh chị, trong cả cái cuốn sách phép màu này anh chị, thì nó luôn luôn nói là gì? Chúng ta bất kỳ chúng ta làm một công việc gì, đối với sự vật sự việc hiện tượng con người như thế nào, thì chúng ta cũng sao ạ? Phải luôn luôn nuôi dưỡng cái lòng biết ơn của mình đối với tất cả những thứ xung quanh mình, những con người đang hiện diện trong cuộc sống của mình anh chị. Đôi lúc anh chị, chúng ta sống trong cuộc sống của mình á, đôi lúc chúng ta ham công việc của mình, chúng ta làm mà chúng ta quên đi những cái người hiện diện trong cuộc sống của mình. Tức nghĩa là gì ạ? Chúng ta sống một cách vội vàng anh chị, chúng ta không có gọi là gì, đặt hết bản thân của mình, gọi là thân tâm trí của mình hiện diện đối với những người xung quanh của mình. Đôi lúc thậm chí những cái mối quan hệ của chúng ta nó không được hòa hợp cũng đơn giản là gì ạ? À? Đơn giản là chúng ta không có sự tỉnh thức trong cái cuộc nói chuyện đó. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây là từng đi uống nước với bạn bè của mình nè, hoặc là đi ăn cùng với vợ con của mình, hoặc là buổi tối ăn cơm cùng với nhau nè, mà mình vừa ăn mình vừa bấm điện thoại đâu ạ? À? Tức là nghĩa là mình vừa ngồi vào bàn ăn nhưng mà miệng tay thì gấp, miệng thì nhai, nhưng mà sao ạ? Mắt thì hướng về chiếc điện thoại đúng không ạ? Chúng ta không có cái được cái sự tỉnh thức ở trong cái thời điểm hiện tại, mà chúng ta sao ạ? Chúng ta cứ sống, chúng ta làm theo những cái thói quen mà nó không có cái sự tỉnh thức anh chị, và chúng ta làm cho những mối quan hệ xung quanh của chúng ta nó không có được gắn kết với nhau đúng không ạ? Giả sử như anh chị là cái người ngồi ăn chung với bạn của mình, ngồi ăn chung với chồng của mình đi, đúng không ạ? Ngày hôm nay mình dành rất là nhiều tâm huyết để mình nấu một cái món ngon ra, hy vọng rằng chồng con của mình có một bữa ăn ngon, nhưng mà khi mà dọn ra ăn cùng với nhau thì chồng một chiếc điện thoại, con một chiếc điện thoại, chẳng có một cái lời khen, một cái lời cảm ơn, một cái lời biết ơn nào đối với cái công sức mình bỏ ra để nấu món ăn đó, thì cảm giác của anh chị sẽ như thế nào? Đúng không ạ? Anh chị có cảm thấy vui không? Anh chị có cảm thấy hạnh phúc không? Và đâu phải một ngày đâu đúng không anh chị? Đâu phải một ngày trải qua những sự việc đó đâu. Mà sao ạ? Mà chúng ta trải qua rất rất nhiều những cái sự việc như vậy ở trong cuộc sống của mình. Có thể là đối với trong gia đình của mình đúng không ạ? Và anh chị hình dung là gì? Hôm bữa thì cũng đã nói rồi. Tình yêu mà nó không được nuôi dưỡng thì nó cũng giống như là hoa mà nó không được tưới nước rồi đó anh chị. Hoa mà không được tưới nước thì sao ạ? Thì hoa sẽ héo. Một bông hoa dù có đẹp cỡ nào mà chúng ta không tưới nước bón phân cho nó thì nó cũng sẽ trở thành một cái cọng rác mà thôi. Và trong tất cả những cái mối quan hệ của chúng ta cũng vậy anh chị, nếu như chúng ta không có nuôi dưỡng đúng không ạ, mối quan hệ của chúng ta cũng giống như những cái sinh vật ở ngoài kia thôi. Nếu như chúng ta không có nuôi dưỡng, chúng ta không có cái sự chăm sóc thì chắc chắn những cái mối quan hệ đó nó không có được gắn kết đúng không ạ? Nó không có được cái sự gắn kết, và cứ lâu dần lâu dần lâu dần, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, và nó làm cho cái mối quan hệ đó nó càng ngày nó càng có cái khoảng cách với nhau. Có thể là vợ chồng, có thể là bố mẹ và con đúng không ạ, có thể là bản thân mình và đồng nghiệp, và có thể là gì ạ, bản thân mình với chính mình đúng không ạ? Và cái việc xây dựng mối quan hệ
Nó là một cái việc vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết với những người thành công, đúng không ạ? Thì liệu rằng cuộc sống của chúng ta có tốt đẹp hơn không ạ? Nếu như chúng ta biết xây dựng mối quan hệ thân thiết với cái con người bên trong của mình, để nó có thể là gì ạ? Tâm tâm thân trí đồng hành hợp nhất cùng với mình, để hậu thuẫn mình làm việc, học tập, phát triển, thì theo anh chị mình có dễ thành công không? Đó, đúng không ạ? Và đôi lúc chúng ta làm việc, chúng ta hay bị nỗ lực nghịch đảo, chúng ta hay bị mâu thuẫn nội tâm, đúng không ạ? Là bởi vì cái gốc rễ như thế này anh chị, đó là bởi vì chúng ta không xây dựng mối quan hệ mật thiết, thân thiết với chính mình, đúng không ạ? Mà chúng ta cứ vội vã chạy theo một cái dự án nào đó, vội vã chạy theo một cái gì đó ở bên ngoài, đúng không ạ? Chúng ta theo đuổi một cái gì đó ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta quên sống tỉnh thức trở lại, quay về bên trong để chúng ta trân trọng biết ơn với cái cơ thể này, đúng không ạ? Và chúng ta cứ theo đuổi những cái mục tiêu, những cái mong muốn của mình quá nhiều, đúng không anh chị? Nhưng mà sao ạ? Chúng ta lại quên dành thời gian để chăm sóc cho cái tâm trí này, quên dành thời gian để nói chuyện lại với cái con người bên trong của mình. Mình quên rằng là mình muốn gì, mình quên rằng là mình cần gì, đúng không ạ? Và thực sự anh chị, cái gốc rễ nó đến là gì ạ? Chúng ta không có sự tỉnh thức. Và chính vì không có sự tỉnh thức đó, nó tạo ra cái sự vô ơn anh chị, đúng không ạ? Sự vô ơn. Và một cái người mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, đó là người gì ạ? Đó là một cái người không phải là cứ ngày nào cũng chạy theo đuổi những mục tiêu hay là ngoại nghĩ về quá khứ, mà cái người mà họ hạnh phúc nhất mỗi ngày, đó là những người họ biết sống tỉnh thức ở thời điểm hiện tại. Giả sử anh chị, giả sử như thì ngồi với anh chị ở đây thì cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thiện có cái việc là gì? Mình sống tỉnh thức, mình sống ở cái phút giây hiện tại, thì sẽ không nghĩ về quá khứ, thì cũng sẽ không nghĩ về tương lai, mà thiện chỉ nghĩ về cái phút giây hiện tại mình đang còn được sống, đang còn được nói chuyện, đang còn được khỏe mạnh, đang còn được gặp gỡ anh chị ở đây, đúng không ạ? Và thiện cảm thấy vô cùng trân quý với cái phút giây hiện tại này, thì đó gọi là sự tỉnh thức. Tỉnh thức sống với phút giây hiện tại, chứ không phải là chúng ta sống với những cái gì ở trong tương lai, hoặc là chúng ta ôm những cái nỗi niềm không có được vui, không có được hạnh phúc trong quá khứ, đúng không ạ? Và hãy nhớ rằng là gì, để anh chị sống hạnh phúc, từ hạnh phúc là cái từ quan trọng nhất, đó là cái đích đến của con người chúng ta trong cuộc đời này anh chị, chứ không phải là tiền bạc, chứ không phải là danh vọng, địa vị, sức khỏe, người yêu đẹp, đúng không ạ? Sở hữu được bao nhiêu cây vàng, đúng không anh chị? Cái đích đến cuối cùng trong cuộc đời của mỗi con người, trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, nó đến với hai từ là hạnh phúc, đúng không ạ? Bây giờ anh chị kiếm nhiều tiền, anh chị cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc, anh chị có sức khỏe tràn đầy năng lượng để gia đình anh chị yêu thương nhau, thì anh chị cũng muốn hạnh phúc, đúng không ạ? Anh chị có công việc mà thu nhập lương cao thì anh chị cũng sẽ thấy hạnh phúc, đúng không ạ? Hoặc là con cái anh chị ngoan ngoãn, học giỏi, được rạng danh gia đình, thì cái cảm giác gì bên trong anh chị cũng là cảm giác hạnh phúc, đúng không ạ? Và tất cả con người chúng ta làm việc, học tập, phát triển, làm ăn kinh doanh, kiếm tiền, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó đều hội tụ về một thứ, đó chính là sự hạnh phúc, đúng không ạ? Và để mà tìm kiếm được sự hạnh phúc mỗi ngày anh chị, chúng ta không cần phải đợi anh chị là tôi phải công thành danh toại, tôi phải du lịch vòng quanh thế giới, tôi phải thực sự tự do tài chính, tôi phải có nhà, biệt thự, xe ô tô thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc. Không phải anh chị, không phải chúng ta theo đuổi những cái điều đó, đạt được những cái mong muốn lớn lao đó, mình mới cảm thấy hạnh phúc đâu ạ. À. Mà hạnh phúc nó chính là những cái giây phút hiện tại, anh chị được sống, anh chị được thở, anh chị còn ăn được, anh chị còn uống được, anh chị còn được
người chồng, người vợ bên cạnh mình, còn được người bố, người mẹ, còn ăn mặc đầy đủ, còn thấy được những người thân xung quanh của mình còn công việc để mình làm, đúng không ạ? Thì đó, nó là cái sự hạnh phúc, đúng không ạ? Hạnh phúc nó rất là đơn giản anh chị, chứ không phải nó cầu kỳ, nó vĩ đại đâu anh chị. Hạnh phúc nó là ở chính mình, nó là ở bên trong mình, đâu mà. Và cách để tạo nên sự hạnh phúc nó đơn giản cực kỳ, nó đơn giản cực kỳ anh chị. Anh chị muốn cuộc sống hạnh phúc đơn giản cực kỳ, đó chính là gì ạ? Chúng ta quay về bên trong của mình, đúng không ạ? Chúng ta cảm ơn, chúng ta biết ơn những gì mà chúng ta đang có, đúng không ạ? Chúng ta trân quý những thứ nó đang còn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, đúng không anh chị? Mục tiêu thì chưa đạt được, đúng không ạ? Có thể là những cái thất bại trong quá khứ mình cũng không thể nào mà thay đổi được. Chỉ có sống ở cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm tốt nhất, là cái thời điểm mà chúng ta gọi là cái thời điểm mà chúng ta mới chạm được cái cảm giác hạnh phúc nhất, đúng không ạ? Cho nên là bản thân của Thiện anh chị cũng có rất là nhiều ước mơ, cũng có rất là nhiều mục tiêu trong tương lai, cũng có rất là nhiều cái sự thành công trong quá khứ, thậm chí là những cái sự chưa thành công trong quá khứ, đúng không ạ? Và mỗi ngày thì cái tâm trí của mình nó cũng tua về những cái không thành công trong quá khứ đó, và nó cũng hướng về những cái tương lai, đúng không ạ? Và nó cũng có đi những cái lúc là không vui, nhưng mà Thịnh mới tự nói với bản thân của mình rằng là gì? Bây giờ quá khứ nó đã trải qua rồi, mình nghĩ về nó mình có cảm thấy hạnh phúc không? À, nghĩ về nó tự nhiên mình cảm thấy lòng man mác buồn, đúng không ạ? Mình cảm thấy bản thân của mình thật là vô dụng. Bao nhiêu năm số anh chị ở đây là gì ạ? Cứ ở không á, bắt đầu mình cứ ngồi nghĩ về à, quá khứ ngày hôm qua tôi chưa hoàn thành mục tiêu, ngày hôm qua cái là à, tôi nói được mà tôi chưa làm được đó, rồi trong quá khứ của tôi là tôi đã hứa giúp đỡ một người bạn thân nhưng mà tôi không giúp được bạn đó, cho nên bạn đó bây giờ mới có cuộc sống khó khăn như thế 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 này. Cái bắt đầu mình tự ôm những cái quá khứ đó, mình dằn vặt bản thân của mình cao có gọi là gì, mình cấu xé bản thân của mình. Nhưng mà thật sự anh chị, quá khứ nó đã xảy ra rồi thì chúng ta hãy nhớ là gì, quá khứ không bao giờ thay đổi được. Giả sử bây giờ ngày hôm qua chúng ta đi gặp trời mưa mắt mưa đi, thì nói với anh chị bây giờ anh chị nghĩ đến cái cảm xúc đó anh chị có vui không? Không vui, đúng không ạ? Và bây giờ anh chị có nghĩ đến nó thì cái thời gian nó có tua lại được không, trời nó có nắng lại được không? Đâu thể nào được. Ngày hôm qua nó qua rồi thì hãy cho nó qua luôn. Những gì trong quá khứ nó đã qua rồi thì hãy cho nó qua luôn. Hãy sống với cái thời khắc hiện tại để chúng ta cảm thấy trân quý. Chúng ta không biết được là ngày mai chúng ta sống, đúng không ạ? Chúng ta không biết được ngày mai chúng ta sẽ còn được khỏe mạnh, còn được sống như ngày hôm nay hay không. Những người thân xung quanh của chúng ta không biết ngày mai họ như thế nào. Điều đó chúng ta phải thực tế anh chị. Anh chị có đồng ý không ạ? Ai có là có ai làm chủ được cái cuộc sống của mình biết ngày mai ra sao không? Đúng không ạ? Vì ngày mai chúng ta có thể là thức dậy như thế nào chúng ta có biết được không? Chúng ta có nắm chắc phần tháng trong tay không? Ngày mai những người xung quanh chúng ta, anh chị có chắc chắn rằng là họ sẽ còn hiện diện trên cuộc đời này nữa không? Đúng không anh chị? Cho nên là gì? Thiện cảm thấy vô cùng trân quý từng phút giây mà mình được sống. Những con người mà Thiện gặp ở đây không có gì là ngẫu nhiên cả. Nó đều là một cái duyên số mà chúng ta gặp nhau để chúng ta giúp đỡ đi nhau một điều gì đó, cho nhau một bài học nào đó trong cuộc đời này. Những gọi là những anh chị là những quý nhân trong cuộc đời của Thiện đó. Tất cả anh chị ở đây là đều là quý nhân trong cuộc đời của Thiện hết đó. Không ai mà chúng ta sinh ra chúng ta gặp nhau là ngẫu nhiên cả. Tại sao trăm triệu người khác thì không gặp mà Thiện lại gặp anh chị ở đây?
Tại sao hàng trăm nghìn người ngoài kia anh chị không gặp mà anh chị lại gặp thiện, đúng không ạ? À? Nó có một cái duyên nào đó, không có gì là ngẫu nhiên đâu anh chị. Cho nên là những con người mà anh chị gặp trong cuộc sống không gì là ngẫu nhiên. Cho nên là sao ạ? À? Cho nên là chúng ta phải luôn luôn cảm thấy biết ơn. Mà để mà có được cảm giác biết ơn á, thì sao ạ? À? Anh chị phải nhớ rằng chúng ta cần phải sống ở cái phút giây hiện tại, được không ạ? À? Thì chúng ta mới cảm thấu được cái lòng biết ơn. Và có một câu nói rất hay là gì? Một lời dạy tôn giáo cổ xưa đã nói rằng là gì? Điều mà chúng ta cho đi với cả trái tim sẽ quay về và nhân lên hàng trăm lần. Vậy nên hãy biết ơn và nói cảm ơn với người khác khi nhận được bất cứ điều gì. Điều này không chỉ cấp thiết mà nó còn mang lại ý nghĩa trọng yếu giúp cho cuộc sống của bạn cải thiện lên rất nhiều. Cho nên là gì ạ? À? Trong cuộc sống của chúng ta hãy nhớ rằng là gì? Luật nhân quả anh chị. Hãy nhớ là điều mà chúng ta cho đi mỗi ngày thì nó sẽ là điều mà chúng ta nhận lại, và điều đó nó sẽ nhân lên gấp 100 lần. Đúng không ạ? Và trong cuộc sống này anh chị, thiện không có cần biết là ai sống như thế nào, nhưng mà thiện biết một điều rằng là gì ạ? À? Chỉ cần mỗi ngày thức dậy là chúng ta gieo một cái hạt giống. Quan trọng là hạt giống mỗi một buổi sáng chúng ta thức dậy là chúng ta đang gieo hạt giống gì? Chúng ta đang gieo những cái hạt giống tốt đẹp cho người khác, hay là chúng ta đang gieo những cái nỗi không hạnh phúc cho người khác? Và thiện luôn luôn tỉnh thức và dành với bản thân của mình rằng là gì? Hãy nhớ rằng là gì? Bất kỳ một cái điều gì đó, nào đó mình nói ra, mình cho đi đối với người khác, hãy nhớ rằng nó quay lại với mình gấp 100 lần đó. Cho nên là sao ạ? Hãy nhớ một điều anh chị, trước khi nói chuyện với bất kỳ một ai, hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Được không ạ? Bởi vì điều anh chị cho đi, điều anh chị nói ra, nó cho đi cái sự hạnh phúc hay nó cho đi cái sự sát thương người khác, thì nó quay về với anh chị gấp 100 lần. Gieo gì thì gặt nấy, đúng không ạ? Gieo ít nhưng mà sẽ gặt nhiều lắm. Cho nên là hãy nhớ một điều rằng là gì? Phải kiểm soát những cái lời nói của mình, kiểm soát những cái suy nghĩ của mình. Trước giờ anh chị, có nhiều anh chị tính tình rất là nóng nảy, đúng không ạ? Nóng nảy và thẳng thắn lắm. Tức có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà gặp một cái sự việc nào đó anh chị, họ sẽ nói rằng là gì? Tính tôi như vậy đó, tính tôi là nóng tính như vậy đó, tôi là thẳng tính như vậy đó. Được thì được, không được thì thôi. Hiểu đâu không ạ? Được thì được, được thì ở bên tôi, còn được thì thôi. Muốn thì làm, không muốn thì thôi. Tôi thì thẳng tính như vậy đó. Sống được thì sống, sống được thì đi. Đúng không ạ? Nhưng mà hãy nhớ rằng là gì? Đúng, anh chị sống như thế nào cũng đúng, anh chị làm gì cũng đúng cả. Nhưng mà quan trọng là gì? Những lời nói của anh chị cho đi, nó luôn quay về với anh chị, không sai, không trật một phút giây nào đâu. Đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? À? Bây giờ anh chị muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn không? Anh chị muốn cuộc sống của mình là mọi điều hạnh phúc, mọi cái phúc lành, mọi cái may mắn, thuận lợi trong gia đình, những cái niềm vui nó đến với gia đình của anh chị và anh chị không? Thì bắt buộc bản thân mình phải thay đổi. Đúng không ạ? À? Bản thân mình phải thay đổi. Chứ giờ sao? Chứ bây giờ chúng ta nếu vẫn giữ cái thái độ cũ đó thì chắc chắn là cuộc sống của chúng ta nó vẫn sẽ thu hút những cái điều cũ kỹ, những cái điều không vui trong gia đình của mình. Đúng không ạ? Và điều đơn giản là gì? Anh chị muốn, hãy nhớ một điều, bản thân của chúng ta ở đây luôn luôn có một cái ngân hàng gọi là cái ngân hàng phúc đức anh chị. Có phúc mà sức mà hưởng. Nhưng mà cái người nào mà không có phúc rồi đó, thì dù anh chị có thành công thành danh tỏi bao nhiêu thì cái phúc đó anh chị hết cái phúc đức rồi đó, thì cỡ nào bao nhiêu tiền bạc, sức khỏe, hạnh phúc gia đình của anh chị bắt đầu nó giảm dần, được không ạ?
Và cái hành trình sống trong cuộc đời của chúng ta anh chị là một cái hành trình chúng ta tích đức chứ không phải chúng ta tích nghiệp. À anh chị hình dung mà, chúng ta phải tích đức, tích phúc chứ không phải chúng ta tích những cái nghiệp chướng trên cuộc đời này. Cho nên là gì ạ? Cái phúc đức đơn giản là gì? Anh chị đừng nghĩ ra là tôi phải từ thiện cho nhiều người tỷ này tỷ kia thì tôi sẽ tích đức nhiều. Điều đó rất là tốt. Nhưng mà nếu anh chị chưa làm điều đó, chưa có đủ tiền để làm những cái việc là từ thiện giúp đỡ cho những cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn, thì thiện cần anh chị làm những cái việc đơn giản là gì? Đơn giản là chúng ta hãy kiểm soát cái lời nói của mình khi nói ra với một ai đó, trước khi nói chuyện với cái người vợ, người chồng của mình, người con của mình, người đối tác của mình, cái người đồng nghiệp của mình, xem thử cái lời nói của mình đó là cái lời nói trong trạng thái tích cực hay không tích cực, cái lời nói trong cái sự xỉa xói hay hay là cái lời nói trong cái sự yêu thương và biết ơn, đúng không ạ? Ví dụ như là gì ạ? À? Đối tác của mình, đồng nghiệp của mình làm việc cùng với nhau mà cứ hay xỉa xói nhau, nói móc nhau để làm cho người kia tổn thương thì mình mới vui, đúng không ạ? À? Nhưng mà cho thiệt hỏi anh chị nè, anh chị làm điều đó rồi á thì sao ạ? À? Thì anh chị đang tạo nghiệp hay tạo phước, đúng không? Anh chị đang tạo nghiệp hay là tạo phước cho mình vậy? Giả sử nha, anh chị hãm hại người khác, anh chị nói xấu người khác, anh chị đâm chọt người khác để cuộc sống của người ta lâm ly bi đát, anh chị có vui không? Người ta cũng là con người, mình cũng là con người, người ta cũng có con cái gia đình của người ta, người ta cũng muốn kiếm từng đồng tiền để về lo cho con của người ta, về lo cho bố mẹ già của người ta, chứ ai đâu muốn mà ra tranh đấu hậm hực với người khác đâu, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đi kiếm tiền, đi làm việc đều có chủ đích tích cực hết. Nhưng mà anh chị hãy có cái lòng bao dung và thấu hiểu đi anh chị ha. Chúng ta hãy có một cái lòng bao dung và thấu hiểu cho tất cả mọi người. Ai cũng muốn đi kiếm tiền để mưu sinh, lo cho gia đình, con cái của họ đó. Bởi vì không có tiền, con cái của họ không có sữa để uống, bố mẹ của họ không có tiền để chữa bệnh, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều có chủ đích tích cực. Nhưng mình giả sử như anh chị là một cái người khôn hơn, giỏi hơn, nhiều kiến thức hơn, anh chị nói xỉa xói người khác, làm cho người khác thân bại danh liệt, tán gia bại sản, rồi làm cho cuộc đời của người ta nhiều cái khó khăn khổ sở, đúng không ạ? Thì anh chị có cảm thấy vui không? Rồi khi mà người ta không còn gì nữa đó, không ai còn, khi mà người ta không còn tồn tại được nữa, anh chị có cảm thấy vui không? Anh chị có cảm thấy sướng không? Cả gia đình của người ta cảm thấy là không có được hạnh phúc, cảm thấy đau khổ, thì lúc đó anh chị tranh đấu với họ, anh chị có cảm thấy vui nữa không? Anh chị có cảm thấy ân hận không? Đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Cái việc mà chúng ta cần phải làm là gì? Ai làm gì đối với mình, không, đừng đừng quan tâm anh chị. Tất cả những điều tốt đẹp, những người làm điều tốt đẹp với mình, hãy đón nhận 100%. Còn những người mà làm những điều không tốt đẹp với mình, anh chị yên tâm đi, anh chị không có bị tổn thương gì đâu, đúng không ạ? Mà chính họ sẽ là cái người nhận lại cái hậu quả đó. Yên tâm đi, luật nhân quả không chừa soát một ai đâu. Dù anh chị có chạy đi đâu cho thoát khỏi lưới trời, đúng không ạ? Cho nên cái việc của anh chị là gì? Hãy sống đúng với bản thân của mình. Đừng bao giờ sống vì, hãy nhớ một điều này là gì? Thiên hạ những người ngoài kia rất là đông, đúng không ạ? Và cách để anh chị sống một cuộc sống tốt đẹp à, thì thứ nhất, hãy sống cho chính mình và gia đình của mình. Đừng sống theo dư luận của người khác, được không ạ? Đừng sống theo những cái lời chê bai chỉ trích của người khác. Chúng ta sinh ra, chúng ta có cuộc đời của mình, vậy thì hãy sống hết mình với cuộc đời của mình.
Đừng có sống theo cái cảm xúc của người khác. Người khác vui thì mình vui, người khác không vui thì mình không vui. Đừng anh chị. Trên cuộc đời này mình không cần phải đi hầu hạ bất kỳ cảm xúc và lời nói của một ai. Hãy nhớ điều đó. Nhiều người nói rằng là gì, Thiện làm video không hay, Thiện chia sẻ không có nhiều kiến thức, học thêm đi, đúng không ạ? À? Thiện là mặc cái áo đó xấu quá, thay đổi áo mới đi. Thiện phải hớt cái đầu tóc kia nó mới đẹp, thay đổi đi. Và theo anh chị, nếu như anh chị sống như vậy, anh chị thay đổi bao nhiêu lần thì mới hài lòng thiên hạ, đúng không ạ? Và thì sẽ không không bao giờ chiều chuộng cảm xúc, chiều theo cảm xúc, hầu hạ cảm xúc và lời nói của người khác nếu như người đó chưa thành công. Nếu như người đó là người chưa thành công, đúng không ạ? Lời người thành công thì mình phải nghe, nhưng mà đôi lúc có những thứ mình nghe, nhưng mà có những thứ mình phải sống theo chính mình. Anh chị đồng ý không ạ? À? Chúng ta phải sống theo cái cuộc đời của chính mình, con đường của chính mình, đúng không anh chị? Còn những người ngoài kia, anh chị đừng bao giờ sống theo cái cảm xúc, hầu hạ cảm xúc của người khác. Hãy sống cuộc đời của chính mình và gia đình của mình, cho gia đình của mình trước đi. Bởi vì chúng ta cảm thấy áp lực, stress, chúng ta cảm thấy căng thẳng, chúng ta cảm thấy không hạnh phúc, thì đây cũng là một lý do. Đó là bởi vì chúng ta sống quá nhiều, dành thời gian nghĩ về người khác quá nhiều hơn là nghĩ cho chính mình và gia đình của mình. Anh chị có đồng ý với Thiện điều đó không? Nhân viên nói, sếp ơi, ô sếp phải thay đổi đi, đúng không ạ? Rồi là gì? Đối tác của mình nói rằng là gì? Em ơi, em phải làm gọi là gì, em muốn đẹp thì em phải làm thêm cái hàm răng đi, đúng không ạ? Nói làm sao nghe vậy, nói làm sao làm vậy. Thì nói chung là sao ạ? Không nhất thiết phải chiều theo cảm xúc bất kỳ một ai. Sống cứ là chính mình của một phiên bản tốt hơn, chính mình của một phiên bản thành công hơn, chứ không phải sống chính mình là chính mình của 5 năm trước với chính mình của 5 năm sau cũng như nhau, thì không phải là chính mình nha. Sống với chính mình có nghĩa là gì? Chính mình nhưng mà là phiên bản tốt hơn, chính mình một con người thành công hơn, sống với chính mình một con người tài giỏi hơn, được không ạ? Và những người đến với cuộc đời của mình anh chị, họ là quý nhân của mình. Có thể là họ là những cái người anh chị biết không ạ? Anh chị đừng nghĩ rằng những người mà chúng ta gặp trên cuộc đời này họ là ngẫu nhiên. Ví dụ như anh chị đi ra ngoài đường, anh chị gặp một cái người ăn xin, đúng không ạ? Hoặc là anh chị ra ngoài đường, anh chị gặp một cái người bảo vệ để dắt xe cho mình á. Hoặc là anh chị ra gặp một người bán rau bán cá ở ngoài chợ, đúng không ạ? Có thể là anh chị ra gặp những cô nhân viên lao công. Trên cuộc đời này hãy nhớ rằng cái gì, 100 triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. Tất cả mọi thứ, con người xuất hiện trước con mắt anh chị đều góp phần cho anh chị hoàn thiện bản thân thành công hơn. Anh chị gặp một người họ bị khuyết tật, họ ngồi họ ăn xin để làm gì? Để vũ trụ nhắc nhở bản thân anh chị là hãy biết ơn cơ thể này sinh ra đầy đủ, đúng không ạ? À? Anh chị gặp một cái người họ đang ngồi bán cá ở ngoài chợ, họ lam lũ, họ làm việc vất vả, thì vũ trụ nhắc nhở cho anh chị hãy biết ơn công việc hiện tại mình đang có tốt đẹp hơn họ rất nhiều, đúng không ạ? Vũ trụ cho anh chị gặp một cái người bảo vệ dắt xe cho mình, dắt xe ra cho mình. Bài học là gì? Vũ trụ nhắc nhở mình hãy tập biết ơn với những người giúp đỡ mình.
Anh chị gặp một người nào hãm hại mình trong công việc, vũ trụ nhắc nhở mình phải trưởng thành hơn, phải phát triển bản thân hơn. Đúng không ạ? Tất cả mọi người đến với cuộc đời của chúng ta, họ đều là quý nhân. Đúng không ạ? Họ đều là một phần để góp vào ở trong cái sự thành công của chúng ta. Cũng giống như anh chị hình dung là gì ạ? Anh chị hình dung là chúng ta xây một cái ngôi nhà đó, cái viên là chúng ta cần phải đắp lên từng viên đá để chúng ta xây cái nền móng, chúng ta xây cái tường, chúng ta cần có những cái viên gạch, đúng không ạ? Và cái viên gạch mà nó còn nguyên thì nó có giá trị, nó để vào những cái chỗ nguyên. Những cái viên gạch nó một nửa thì nó lắp vào những cái chỗ cần cái viên gạch một nửa. Anh chị có đồng ý không ạ? Hoặc là những cái viên sỏi mà những cái gọi là người ta gọi là cái xà bằng đó anh chị, là những cái mà gạch đá mà nó tan nát đó, thì nó cũng có một đá sỏi đó, nó cũng góp phần vào cái nền móng của cái nhà của anh chị, đúng không ạ? Để mà xây nên một cái căn nhà đẹp, một cái căn biệt thự đẹp, nó đâu phải chỉ cần gạch không, đúng không anh chị? Nó đâu cần, đâu không phải là cần đá hoặc là cát hoặc là xi măng không, mà nó góp rất là nhiều yếu tố: đất cát, đá, xi măng, sỏi, nước, sắt, thép, đúng không ạ? Nó mới tạo ra một cái ngôi nhà hoàn hảo như thế này. Anh chị đang ngồi trong nhà và nó có một cái ngôi nhà rất là xinh đẹp, và biết bao nhiêu người tới là gì, tân gia nhà, rồi ôi ôi em xây cái nhà đẹp quá, xây cái nhà kiên cố chắc chắn quá, anh chúc mừng em. Và cái ngôi nhà cuộc đời của chính chúng ta cũng như vậy, cả mọi người chúng ta gặp họ đều là một phần để góp nên xây dựng một cái ngôi nhà tươi đẹp, một cái con người phiên bản tốt đẹp mỗi ngày. Anh chị hiểu không ạ? Cho nên là gì ạ? Người mang đến cho ta điều tốt đẹp là quý nhân, người mang đến cho ta đi không điều không tốt đẹp, họ là cũng là ân nhân của mình luôn. Nếu như họ không mang điều tốt, nếu như chúng ta lúc nào cũng đón nhận điều tốt đẹp hết á, thì chúng ta cần gì phải thay đổi và phát triển. Chỉ có những con người mang những điều không tốt đẹp đến với cuộc đời của chúng ta, những sự việc không tốt đến cho cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta mới thay đổi và phát triển, đúng không ạ? Chúng ta mới thành công hơn. Chứ còn nếu như cuộc sống của chúng ta ngày nào cũng ổn định, cũng bình an, cũng tốt đẹp, cũng hạnh phúc, thì cần gì phải phát triển, cần gì phải thăng tiến, cần gì phải tốt đẹp, đúng không? Cho nên Thiện rất biết ơn những người mang những điều không tốt đẹp đến cho mình. Nó đang góp phần thúc đẩy cái sự hoàn thiện của bản thân mình nhanh hơn, đúng không ạ? Còn nếu như mà bình an, ổn định, tích cực hết rồi thì thay đổi làm cái gì? Cho nên anh chị thấy không ạ? Hãy biết ơn thực sự anh chị. Từ trong trái tim chúng ta phải biết ơn những con người đó. Và những con người mà chúng ta gặp hàng ngày anh chị là những người họ góp phần cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Những người cung cấp cho anh chị một cái dịch vụ gì đó, có thể là gì ạ? Nhân viên trong cửa hàng nè, nhà cung cấp dịch vụ nè, tài xế xe buýt taxi, nhân viên chăm sóc khách hàng, người quét dọn hay nhân viên làm tại chỗ, những người làm dịch vụ. Những người này họ đã dùng bản thân của họ để phục vụ bạn, và bạn đã nhận được những dịch vụ từ họ. Nếu bạn không nói lời cảm ơn vì những dịch vụ ấy thì bạn không có lòng biết ơn. Như vậy bạn sẽ ngăn chặn điều tốt đẹp đến với mình. Nếu bạn không nói lời cảm ơn với những người đã mang dịch vụ tốt đẹp đến với bạn thì bạn không có lòng biết ơn. Và bạn đang ngăn chặn điều tốt đẹp đến với mình. Được không ạ? Lòng biết ơn nó là cái sợi chỉ vàng anh chị. Hôm bữa anh chị đọc cái đoạn sách đầu tiên anh chị nhớ không ạ? Lòng biết ơn nó là cái sợi chỉ vàng để giúp cho anh chị liên kết những cái điều may mắn tốt đẹp thu hút đến với cuộc đời của mình. Nếu như người nào không có lòng biết ơn anh chị thì giống như là cái sợi chỉ vàng đó càng ngày nó càng mảnh ra, mảnh ra, mảnh ra và nó đứt đi. Nhưng mà nếu như anh chị nuôi dưỡng lòng biết ơn thì nó là một cái sợi chỉ vàng để giúp cho anh chị kết nối những cái điều tốt đẹp đến với cuộc đời của chúng ta. Cho nên là gì ạ? À?
Ngày hôm nay hãy nhớ rằng là gì? Tất cả những cái người đã góp phần cho cái dịch vụ mà chúng ta sở hữu á, thì hãy nói một cái lời cảm ơn họ một cách thân mật nhất, thân thiết nhất. Giả sử như bình thường anh chị thì chỉ cho anh chị cái cách biết ơn đối với những cái người đã phục vụ mình, những mang lại cho mình những dịch vụ tốt đẹp. Giả sử như anh chị đi máy bay, anh chị đi uống nước, hoặc là có thể là anh chị mua một cái món thức ăn nào đó, thanh toán trong cái quầy thanh toán, ví dụ như là bách hóa xanh đó, ví dụ như anh chị đi chợ như vậy anh chị, hoặc là đi một cái dịch vụ nào đó, thì để mà anh chị nói cái lời biết ơn chân thành nhất á, thì hay thực hành như thế này anh chị. Sau mỗi cái chuyến bay á mà người ta chở mình đi xong á, thì Diện sẽ nói biết ơn với họ, nhưng mà không phải là gì ạ, vừa bấm điện thoại mình vừa nói là cảm ơn em. Giả sử như anh chị là cái người nhân viên phục vụ trên chiếc máy bay đó đi, nhưng mà Thiện nói lời cảm ơn và biết ơn với anh chị như thế này, anh chị có cảm nhận được không nha? Có nghĩa là gì? Vừa nói vừa đi à, vừa bước ra cửa máy bay anh chị chào Thiện đúng không ạ? Thiện nói là gì? À, cảm ơn nha, cảm ơn nha, rồi cứ bấm điện thoại và đi tiếp. Theo anh chị sẽ cảm giác như thế nào? Có vui không ạ? À? Có hạnh phúc không ạ? À? Và đó không phải là biết ơn, mà đó chỉ là một cái gọi là cái giao tiếp để mình tỏ ra lịch sự thôi. Nhưng mà cảm ơn như vậy tỏ ra càng bất lịch sự hơn nữa. Đúng không ạ? À? Nhưng mà sao? Nhưng mà thái độ bây giờ có thể khác. Ô, à, cảm ơn chị, rất là tuyệt vời, chuyến bay hôm nay thật là an toàn, chuyến bay hôm nay thật là tuyệt vời, nhờ có chị cho nên là em mới có một chuyến bay thật là hạnh phúc như thế này. Đấy, thì theo anh chị cái người đó cảm nhận như thế nào? Hoặc là anh chị là gì ạ? Hoặc là anh chị đi tới một cái quán cà phê anh chị uống đi, một cái người phục vụ đó, họ mang nước ra cho anh chị. Khi mà anh chị cảm ơn họ thì anh chị phải cảm ơn như thế nào ạ? Hãy nhìn vào bản thân của người đó và chúng ta cảm ơn. Cảm ơn, nhìn thẳng vào mặt của họ để cảm ơn anh chị. À, cảm ơn em. Cảm ơn em, nhờ có em mà em đã giúp cho anh có một cái ly nước rất là ngon như thế này. Cảm ơn em đã phục vụ cho cái bữa nước ngày hôm nay rất tuyệt vời. Anh có một cái bữa nước cùng với gia đình rất là vui vẻ. Em thật sự là một người phục vụ rất là có tâm, thực sự là một người phục vụ rất là giỏi. Thì theo anh chị người ta có vui không ạ? Người ta có hạnh phúc không ạ? Rất hạnh phúc đúng không ạ? Nó khác với cái lời cảm ơn rằng là gì? Vừa cảm ơn vừa nói rằng là gì? Vừa cảm ơn vừa ngồi bấm thoại, vừa người ta vừa bưng nước đặt lên bàn. À, cảm ơn em. À, để đó cho chị đi, cảm ơn em. Thì cái thái độ nó khác, đúng không ạ? Và như vậy người ta cũng đâu có vui đâu. Nhưng mà cảm ơn bằng cái lời chân thành của mình nhìn vào đôi mắt của người ta, mình cảm ơn thật sự. Và mình hãy nêu ra lý do tại sao mình cảm ơn họ, thì cái sự chân thành của anh chị, trái tim thì sẽ chạm đến trái tim, đúng không ạ? Thì lúc đó người ta mới nhận được trọn vẹn cái lời cảm ơn của anh chị đó. Cho nên là sao ạ? Và khi mà anh chị nói lời cảm ơn rồi đó, thì anh chị phải rắc bùi phép thuật lên cho cái người mà đã mang những dịch vụ đó cho anh chị. Rắc bùi phép thuật có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là chúng ta hãy chúc phúc cho họ, rắc những cái điều tốt đẹp lên cuộc đời của họ, được không anh chị? Có nghĩa là gì? Cảm ơn họ xong rồi là gì? Chúc họ thật nhiều sức khỏe, chúc họ luôn luôn thành công trong công việc, chúc họ có công việc tốt, thu nhập tốt, để có thể là lo cho gia đình của họ thật tốt. Những lời chúc phúc như vậy là coi như là anh chị rắc bùi phép thuật, rắc những điều tốt đẹp lên cho cuộc đời của họ rồi. Và hãy nhớ rằng là gì? Điều mà chúng ta cho đi sẽ là điều mà chúng ta nhận lại. Và điều chúng ta nhận lại nó sẽ gấp lên 100 lần. Đó, anh chị hình dung được không ạ? Nó sẽ gấp lên 100 lần. Cho nên là những con người mà xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, họ là quý nhân để chúng ta thực hành lòng biết ơn mỗi ngày đó anh chị.
Đúng không ạ? Cho nên là gì, hôm nay anh chị sẽ gặp rất là nhiều người để anh chị thực hành cái bài tập buổi phép thuật ngày hôm nay, được không ạ? Sáng ngày hôm nay anh chị đi ra ngoài đường, anh chị đi mua cái viên, để anh chị đi mua cái bút, thì anh chị cũng hãy cầm cái bút đó. À, cảm ơn em nha. Trời ơi, nhờ các em mà anh mới có cái bút để anh ký hợp đồng kịp thời. Giả sử như ngày hôm nay đi, giả sử như ngày hôm nay anh chị đi ký hợp đồng, anh chị quên mang bút, cái hợp đồng đó là hợp đồng 1 triệu đô, anh chị quên mang cái bút, nhưng mà kế bên may sao có cái tạp hóa bán cho anh chị cái bút bi 3 ngàn, thì anh chị khi mình chỉ cầm cái bút đó, anh chị hãy nói lên thực sự cảm ơn em, nhờ có em, nhờ có cái tiệm tạp hóa của em anh mới có cái bút này để anh có thể ký hợp đồng, đúng không ạ? Nếu như không có tạp hóa thì làm sao có cái bút để anh chị ký hợp đồng 1 triệu đô, đúng không ạ? Cho nên phải biết ơn hạ liền, đúng không ạ? Hay là gì, tới đang đi giữa đường mà cái xe nó gần hết xăng, vừa tới trạm xăng luôn, vừa đổ xe xong, đổ xăng xong thì phải sao, cảm ơn em, thực sự nhờ có em cho nên anh mới có xăng anh đi tiếp, chúc cho em công việc thuận lợi, sức khỏe tốt đẹp, đúng không? Một cái lời nói chúc phúc á, nó không có tốn bao nhiêu thời gian của anh chị đâu, 10 giây thôi, nhưng mà nó tạo cho anh chị một phước đức vô cùng lớn. Điều anh chị cho đi sẽ là điều anh chị nhận lại gấp 100 lần mà, gấp 1.000 lần mà, đúng không ạ? 30 giây để anh chị tạo phước đức, anh chị có làm không? Và mỗi ngày anh chị đâu phải gặp một người, anh chị gặp hàng trăm người như vậy. Cho nên là những cái người mà thiện gặp thì luôn cảm ơn và biết ơn họ. Và bằng cái lời chân thành của mình, đúng không? Có vội gì thì vội, nhưng mà thì cũng luôn dành 30 giây đứng lại để cảm ơn họ, chúc phúc cho họ, đúng không ạ? Người ta cảm thấy vui, người ta có cảm thấy có động lực hơn trong công việc. Một cái người họ đang ủ rũ trong công việc, họ đang bán hàng, họ thấy thu nhập của họ ít, họ đang chán công công việc thì đang thất thu, người ta đang cảm thấy buồn phiền. Mình tới mình nói rằng cái gì? Trời ơi, cảm ơn em nha, hôm nay nhờ có em cho nên anh mới có cái chai nước để anh uống. Em thực sự là một người bán hàng rất là có tâm, em là một người rất là tốt. Anh chúc cho em là gì? Công việc thuận lợi. Hãy luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống để nhận lại được nhiều điều may mắn hơn. Chúc cho em là thành công, nói tiếp thành công. À, là gì ạ? Gia đình vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nha. Đúng không ạ? Chúng ta chúc phúc với một cái nguồn năng lượng tốt như vậy, tự nhiên là mọi cái điều u ám trong cuộc đời của họ tự nhiên tan biến đi hết. Đúng không ạ? Tự nhiên họ có năng lượng sống hơn. À, có phải là anh chị đang gieo một cái phước đức tốt không ạ? Đó, cho nên là gì, mình vừa thực hành với chính bản thân của mình và mình vừa gieo đi cho những điều tốt đẹp và tuyệt vời. Anh chị thấy không, trước giờ chúng ta có làm đâu, chúng ta ai làm gì đó cho mình cũng nói ô cảm ơn nha, cảm ơn nha, cái lời nói chúng ta cảm ơn nó không có cái tâm cảm ơn qua lo thôi, đúng không ạ? Ồ, để đó để cho chị đi em, cảm ơn em nha, để đó cho anh đi em, cảm ơn em nha. Nói như vậy người ta không có cảm nhận được, mà người ta còn không có tôn trọng mình hơn thôi, đúng không ạ? Và đôi khi bạn có thể gặp một số người phục vụ đối xử thô lỗ với bạn hoặc không quan tâm đến bạn đúng mức. Cái trường hợp này gặp nhiều không ạ? Rất nhiều đúng không ạ? Và tác giả nói là gì? Trường hợp này sẽ rất khó để cảm thấy biết ơn. Ví dụ như mà ra ngoài quán ăn á, người ta phục vụ mình trễ thôi, mình đói bụng người ta phục vụ mình trễ thôi, là mình cảm thấy là không tích cực rồi đúng không ạ? Nhưng trường hợp này thì rất khó để thực hành lòng biết ơn. Nhưng sao ạ? Nhưng lòng biết ơn của bạn không nên phụ thuộc vào hành vi của người khác. Hãy chọn cách biết ơn trong mọi tình huống. Đó, người ta có làm gì thì làm, có trễ có sớm, có đối xử với mình tích cực hay không tích cực, thì mình phải luôn giữ rằng là biết lòng biết ơn luôn luôn bên trong tâm của mình, biết ơn trong mọi tình huống. Hãy rắc bùi phép màu cho họ đi anh chị, họ cũng là con người đúng không ạ? Họ cũng là cái người phục vụ, họ cũng là một cái người nào đó, con của một ai đó. Giả sử người ta phục vụ anh chị trễ, chậm trễ, mà anh chị ra chửi mắng la bới họ quá trời đi, thì coi như là mình không có lòng biết ơn.
Đúng mà. Và ngược lại là mình không tích cực, họ cũng không tích cực. Cả hai đều nhận cái kết quả không tốt đẹp luôn. Mình thì nhận nhiều hơn bởi vì mình là cái người gieo nghiệp. Đúng không ạ? Những gì mình cho đi sẽ là những gì mình nhận lại gấp 100 lần. Đúng không ạ? Và anh chị hình dung đi, giả sử anh chị gặp một cái trường hợp là người phục vụ không phục vụ mình đúng theo ý mình mong muốn, mình chửi bới la họ, la bới họ sùm đi. Thì anh chị hãy nghĩ như thế này nè. Giả sử cái người nhân viên phục vụ đó là con của mình, là cháu của mình, là người anh người chị ruột của mình, thì anh chị có nỡ đối xử như vậy không? Đơn giản, tự nhiên ấy, mình thấy họ là à, giống như người con mình, giống như cháu của mình, giống như là chị em ruột của mình, cũng đi làm vất vả mưu sinh mà bây giờ đi làm bị người ta chửi lên đầu lên cổ, thấy có thích không, thấy có vui không? Vậy thì thấy không vui đúng không? Không vui thì cái tự nhiên mình nghĩ như vậy anh chị, cái tự nhiên mình cảm thấy là gì? À thôi, họ cũng là cái người đi làm kiếm sống mưu sinh mà, họ cũng đâu có muốn bị chửi bới đâu, cái ai đâu mà thích chửi bới la rầy đâu. Thôi ví dụ như người ta phục vụ anh chị cái ly nước mà bị trễ giờ đi thì thôi cũng thông cảm, à thôi cảm ơn em nha. Anh cũng biết là, tức nghĩa là trong tâm người ta lo sợ bởi vì người ta phục vụ trễ, bởi vì quán quá đông, người ta cũng sợ anh chị la. Đúng không ạ? Nhưng mà anh chị bao dung, anh chị nói là gì? Không sao đâu em, anh thấy em nỗ lực làm việc rất là giỏi, cố gắng lên cho em. Anh uống trễ 1 phút cũng sao, anh uống trễ 5 phút cũng sao, 10 phút cũng sao. Nhưng mà sao ạ? Tự nhiên người ta thấy cảm thấy bình an, trời ơi, một con người vô cùng ấm áp đã thấu hiểu cho mình. Cái tự nhiên người đó yêu, gọi là quý mến, yêu thương mình luôn, tin tưởng, yêu thương, quý mến mình. Họ cũng chúc phúc cho mình thành công, bình an trong cuộc sống luôn. Anh chị thấy không ạ? Mọi thứ chúng ta tiếp xúc trong một ngày, nó là cái việc để chúng ta rèn mình đó. Chúng ta gieo cái phúc đức, cái ngân hà phúc đức cho mình đó. Chứ không phải những người chúng ta gặp trong ngày là những cái người hắc dịch đâu, những cái người tào lao thiên tướng đâu, mà họ là quý nhân ân nhân của mình không đó. Mà anh chị trước giờ anh chị chưa thấy đúng không? Anh chị cứ nghĩ rằng đó làm những điều không tốt với tôi ganh ghét, tôi giận dữ, tôi phải hãm hại lại họ. Không phải, họ là quý nhân. Không ai trên cuộc đời đến với chúng ta là ngẫu nhiên ha. Hãy tử tế với tất cả những người bạn gặp mỗi ngày. Đó sẽ là một cái trận chiến rất là khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta phải bắt buộc bản thân mình phải làm vậy thôi anh chị. Phải giữ lòng biết ơn. Đúng không anh chị ơi? Nếu bạn cảm ơn ai đó trên điện thoại và điều họ đã làm, đừng chỉ nói cảm ơn. Hãy đưa ra lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Ví dụ như hôm nay có một người gọi điện đến, gọi điện đến là à anh ơi, hôm nay em có ship cho anh một cái món hàng tới mà thấy nhà anh đóng cửa, cho nên là cái gì em để trước 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 cửa nhà anh nha, cái gì trưa anh về anh lấy nha. Và dễ sợ như vậy thì hãy nói là gì? À cảm ơn em nha. Ồ chị cảm ơn em rất nhiều, anh cảm ơn em rất là nhiều. Nếu như mà không có em ha, nếu như không có em mà gửi hàng cho chị ấy, chị không biết là cái món hàng của chị làm sao mà chị có được nó được đây. Đúng không ạ? Giả sử như anh chị đặt một cái bánh sinh nhật đi, đúng không ạ? Hôm nay là sinh nhật của chồng mình đặt một bánh sinh nhật mà người shipper đã giao tới, đúng không ạ? Mà mình không có nhà, mình không có nhận được. Người shipper nói là gì? À thôi chắc là em gửi ở nhà hàng xóm kế bên chị nè, chứ không thì chiều nay em cũng có chuyến đi khác, em không gửi được sớm, chị không có được cái bữa sinh nhật tuyệt vời với gia đình của mình. Nhưng mà sao ạ? Người người shipper đó nói là cái gì? À thôi em gửi để nhà kế bên, cái gì chị về chị lấy nha, để cho nó kịp sinh nhật của chị. Thì sao ạ? Thì anh chị cũng hãy nói đó là gì? À cảm ơn em, trời ơi chị rất là biết ơn em, nhờ có em ship cho chị cái bánh sinh nhật đó cho nên là chị mới có được cái buổi tiệc đúng giờ tối nay, chứ nếu không có em chắc là chị không có được cái bánh sinh nhật đẹp như thế này. Hãy nêu ra lý do tại sao mình cảm thấy biết ơn họ anh chị ha, thì cái lòng biết ơn của mình nó sẽ thấu
đến con tim của họ, họ sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc và yêu quý anh chị nhiều hơn, được không ạ? Khi bạn nói cảm ơn trực tiếp với ai đó, hãy nhìn thẳng vào mắt họ, họ sẽ không cảm thấy được lòng biết ơn hay bùi phép thuật nếu bạn không nhìn vào họ. Hãy cảm ơn và nhìn vào trực tiếp vào mắt của họ. Nếu chỉ nói lời cảm ơn bâng quơ, nói lời cảm ơn mà nhìn xuống mặt đất, hoặc nói lời cảm ơn khi đang trả lời một cuộc điện thoại khác, thì bạn đã bỏ lỡ một cơ hội để giúp người ấy cũng có cơ hội thay đổi cuộc sống của chính mình. Vì khi làm thế nghĩa là bạn không thật sự chân thành ha. Cho nên là gì? Cái lòng biết ơn của chúng ta nó quan trọng lắm anh chị. Nhiều người nói là chị thực hành lòng biết ơn nhiều rồi, nhưng mà quan trọng là chị có thực hành thực sự một cách chân thành chưa. Chứ bây giờ mở miệng ra nói biết ơn thì nói thì ai cũng nói được, nhưng mà tận sâu trong cảm xúc, thái độ con tim mình thì có làm thực sự một cách chân thành không? Đúng không ạ? Cái sự chân thành, cái sự nói chung là gì? Chúng ta phải đặt cái tâm vào thì chúng ta sẽ có cái hiệu quả hơn trong cái việc thực hành lòng biết ơn. Còn bây giờ nói là 28 ngày thực hành lòng biết ơn, vô số người ngồi kia ai cũng nói là biết ơn hết á, ai cũng biết rằng là thực hành là biết ơn hết á, nhưng mà hễ có một chuyện gì xảy ra không như ý là thì nói là thôi á, xong với bà rồi đó, cái chuyện lớn xảy ra với ông rồi đó, đúng không ạ? À, vậy là thì biết ơn cái gì đó không phải là lòng biết ơn, anh chị vẫn còn vô ơn lắm. Lúc nào còn cảm xúc không tích cực với một sự việc nào đó thì lúc đó vẫn còn là vô ơn, đúng không anh chị? Chứ không phải là biết ơn là chúng ta nói là biết ơn doanh nhân Vân Thiệu rồi sáng ngày hôm nay biết ơn rất nhiều, sau đó chị là chị nói em là gửi cho chị cái cuốn sách ngày hôm qua, giờ này cũng chưa gửi, chị chưa đọc được cuốn sách đó, em làm ăn gì kiểu gì lạ kỳ vậy, là mình cũng 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 hoảng hồn luôn anh chị. Tới giờ gửi giùm rồi, sao em không gửi giùm cho chị học? Trưởng nhóm kiểu gì lạ vậy? Trời ơi, biết ơn cái kiểu gì vậy trời? Biết ơn ở đâu vậy? Đúng không ạ? Đó, rồi là gì? Người khác sao hỗ trợ tốt như vậy rồi? Em sao không hỗ trợ tốt như người khác? Em là trưởng nhóm vậy hả? Trời ơi, biết ơn cái kiểu gì vậy? Gửi trễ giùm 5 phút thôi là thôi, chứ nhảy dòng lên làm ăn tùm lum hết. Rồi biết ơn kiểu gì vậy? Đúng không anh chị? Biết ơn kiểu gì vậy? Cho nên là sao ạ? Biết ơn là không phải là biết ơn ngày hôm nay rồi sau đó là hết biết ơn. Thái độ khác. Biết ơn là phải luôn biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Dù bạn tích cực, gặp điều tích cực bạn phải biết ơn, và không tích cực bạn cũng phải biết ơn. Anh chị nhúng được không anh? Đấy, cho nên là gì ạ? Lòng biết ơn đó, nó sâu sắc lắm. Nếu như mà chúng ta thực hành liên tục thì chúng ta sẽ ngộ ra nhiều điều. Chúng ta phải biến lòng biết ơn nó trở thành gì? Nó thấm nhuần vào từng tế bào của mình nè anh chị. Nó thấm vào nhuần vào từng tế bào của mình, nó mới cái quan trọng. Chứ không phải như chúng ta nói là chúng ta biết rồi, thực hành chuỗi vừa rồi nó cũng như cái chuỗi như giờ chứ có gì đâu. Kiến thức nó cũng như giờ chứ có gì đâu. Nhưng mà nó khác nha. Mỗi lần thực hành lòng biết ơn là cái cấp độ giác ngộ của thiền nó cao hơn nha, cái cấp độ mà thấu của thiền nó cao hơn nha, và anh chị sẽ có những cái bài học mới hơn nha. Đó, cho nên là chúng ta phải thực hành mỗi ngày để chúng ta cảm nhận được. Quan trọng anh chị, thực hành lòng biết ơn để chúng ta có được cái sự cảm nhận từ bên trong từng cảm xúc của mình, từ tế bào của mình, từ trái tim của mình, chứ không phải là nói bằng cái miệng không, mà chúng ta phải thể hiện bằng lời nói, cảm xúc và một trái tim chân thành thực sự, được không ạ? À, đó, cho nên là sao ạ? À, một câu nói của anh chị thôi á, thì thiền cũng biết rằng là cái sự biết ơn của anh chị nó tới đâu, được không ạ? À, sự biết ơn của anh chị tới đâu ha. Rồi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học tới đây. À, chúng ta thực hành buổi phép thuật tới đây ha. Rồi bây giờ sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành cái chương này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết 10 điều mình cảm thấy biết ơn. Và bài tập ngày hôm nay dành cho anh chị để thực hành là gì?
Hãy rắc bụi phép thuật lên 10 người, những người đã phục vụ và đem lại lợi ích cho bạn. Có thể nói trực tiếp hoặc là nói thầm trong lòng. Hãy cảm nhận sự biết ơn với dịch vụ ấy. Rồi, bao nhiêu năm số anh chị sáng ngày hôm nay sẽ cùng nhau là thực hành với thiện ạ. À? Là sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người, nhưng mà sao ạ? Ít nhất là 10 người nha. Gặp ai cũng vậy. Bây giờ ra đường là gặp rất là nhiều người. Anh chị mua thanh toán một cái món đồ gì đó hay là gặp bất kỳ một ai, sáng nay em gặp 10 người thì sao ạ? À? Hãy thực hành lòng biết ơn, rắc bụi phép thuật lên cho họ, chúc phúc họ, chúc phúc cho họ, nói bằng lời chân thành cảm ơn, được không ạ? 10 người nha, nhìn thẳng vào mắt họ, nói chân thành cảm ơn khi họ đã giúp một điều gì đó cho mình, được không ạ? Có thể anh chị nói trực tiếp hoặc là anh chị có thể là cảm ơn âm thầm trong lòng cũng được, nhưng mà cảm ơn trực tiếp á thì nó sẽ hiệu quả hơn anh chị ạ. À, người ta sẽ cảm nhận được nhanh hơn. Rồi, sáng ngày hôm nay là bao nhiêu thông số anh chị sẽ cùng thiện thực hành là 10 người, mình biết ơn 10 người trong ngày hôm nay thì có thể là comment tôi được không ạ? Rồi, có thể người chồng, người vợ, người con của mình ví dụ như là giúp cho mình quét dùm cái nhà thì cũng phải là ô, cảm ơn con là một đứa con rất là ngoan tuyệt vời, nhờ có con cho nên là ngôi nhà này mới sạch được. Chứ nếu mà con quét nhà thì bố cũng để cho nó dơ luôn. Đúng không ạ? Đó, cho nên là sáng ngày hôm nay là anh chị sẽ gặp rất nhiều người, mỗi ngày như vậy anh chị sẽ gặp rất là nhiều người. Cho nên là sao ạ? Không phải là thực hành một ngày nha, mà ngày nào chúng ta cũng phải thực hành 10 người trở lên hết ha. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ dành khoảng 5 phút còn lại để chúng ta cùng nhau thực hành viết 10 điều mình cảm thấy biết ơn trong cuộc sống. Rồi bây giờ chúng ta có thể là lấy bút vở của mình ra để chúng ta thực hành 10 điều biết ơn anh chị nhé.